đi đây. Quay chưa? Hình như quay rồi đúng không? Ok. Xin chào tất cả mọi người, tôi quay trở lại nè. Thì cũng lâu rồi tôi chưa làm clip, thì tôi cũng đăng dự định của tôi lên rồi đó. Thì trước mắt là tôi đã có 4 nhân vật, 6 sao đây. Thì Rima sẽ là vị trí trống cuối cùng của chúng ta ha. Rima sẽ là vị trí trống cuối cùng. Ủa gì vậy? Đau lót gì trời? Rima, lúc nữa tôi sẽ biến hình cho mọi người coi cho. Thì cứ đánh ải hết nè, lấy thêm một chút mảnh nữa. Muôn tí. Để nó coi thử mảnh Rima có bao nhiêu mảnh nhân vật mạ vàng rồi. 31 mảnh. Tôi được 19 đây. 19 lên 50 đây. Ok. Chúng ta bắt lắp vào lắp thôi. Và sẽ làm nhiệm vụ 6 sao. Đó, lắp. Rồi. Nhiệm vụ 6 sao chúng ta đây. Tại vì Rima là Rima là nó tạo khiên chống, khiên tạo khiên chống sát thương vật lý, nên tôi nghĩ là tôi sẽ thử dùng sử dụng công phép thử coi công full phép cũng hơi qua được không. Thử dùng công mà thôi, tôi nghĩ vẫn nên sử dụng muối mì Nika đi chứ không cần công phép nhiều quá, không cần công phép đâu. Muốn mì như Nika vẫn là mãi đỉnh luôn. Đâu, ra đây. Nó chọn cái con chọn cái muối mì tôi gần chết kìa, sợ thiệt. Giờ. Con tia sáu sao đẹp nha. Rima tôi yếu quá không trụ được à. Để phải cô vào. Ôi sư. Mà như vậy sẽ thua gì hết giờ quá ta. Tại vì nó có tạo khiên, Rima tạo khiên chống sát thương vật lý nó hơi khó. Đánh là như đổ vào máu đó. Nhưng này tôi ớn thua gì hết giờ quá. Rồi Rima chết thì gãy rồi, mấy con lính thì tôi không sợ đâu. Rima chết thì gãy rồi. Thắng chắc rồi, không thua được đâu, bắt Rima là thắng rồi. Báo cáo, mọi người vất vả rồi, Nika nói vậy hả? Ok.
Lên 6 sao nè, cô gái mộng mơ chúng ta. Lên 6 sao được thuộc tính tăng khá là nhiều, là 24.000, 47.000 máu nè. Tấn công vật lý 4.200, giá vật lý 757, mới lại giá phòng ngự, giá phép là 498, ok. Táo thần kỳ không, hay là táo thần kỳ không? Dù có táo này kỳ không thì tôi vẫn là chính mình rồi. À, đẹp. mà ta xem như gì? À, nếu mà so sánh về ngoại hình thì ngoại hình 6 sao thì cái nơ to hơn nè, nơ cái kiếm làm đẹp hơn. Nơ cái kiếm giáp cũng đẹp hơn nữa. Comment này unit là như vậy. Ok. Ok, chúng ta giờ ra nghe giọng của Rima nè. Sở dĩ Rima biến hình được như vậy đó là nhờ Neneka nha mọi người, nhờ Neneka đấy. Ok, ngày hôm nay tôi làm clip tới vậy thôi nha.